Hãy làm người không tin đâu, công cha ngày đêm vất vả, nhớ kia mẹ như nước chảy ra ngược trong buồn nước đã chảy ra. Thầy Chúa đã thương đến muôn loài, Chúa. Con trọng kính Đức Hồng, con trọng kính cha phụ tá, kính thưa quý cô cùng cộng đồng. Hàng năm cứ vào ngày Chúa Nhật sau Tết Nguyên Đán là ngày đâu khắp nơi bình an trong Chúa. Giờ đây xin kính mời ông Chánh Du Xe Bùi Văn Vĩ nên đọc ý nghĩa về ngày lễ Đông Xuyên khắp nơi. Xin kính mời ông. Giáo xứ Đông Xuyên, giáo phận Hải Phòng. Ý nghĩa của ngày lễ Đông Xuyên khắp nơi lần thứ 18. A. Hiện nay bà con Đông Xuyên sống rải rác khắp được về nơi an nghỉ đời đời. Amen.